La bàn số mệnh họa sĩ Đoàn Nguyên, chất điên đến từ con số nào? Nhìn vào danh ngày sinh có thể thấy ngay người này mang hai đặc điểm nổi trội nhất. Đầu tiên là số đường đời 33/6. Đây được mệnh danh là con số Master trong thần số học. Người sở hữu con số Master này thường có khả năng biểu đạt ở cấp độ bậc thầy. Họ có thể biểu đạt bằng rất nhiều hình thức khác nhau, bằng lời nói, bằng ngôn ngữ hình thể, bằng thi ca hay nghệ thuật. Ở Đoàn Nguyên thoát ra được khả năng thể hiện thế giới tâm hồn của mình thông qua các bức vẽ một cách vô cùng xuất sắc. Ngoài ra, danh ngày sinh này sở hữu liên tiếp 30 sức mạnh. Điều đó giúp ông có khả năng phi thường, kết hợp được sức mạnh của cảm xúc, ý chí và hành động. Khi có được sự tổng hòa của ba yếu tố này thì khả năng làm nên những kỳ tích là điều dễ xảy ra. Khi phân tích người nghệ sĩ này, Ed cũng ngầm đặt ra câu hỏi là chất điên của ông thể hiện thế nào thông qua các con số. La bàn của họa sĩ Đoàn Nguyên xuất hiện rất nhiều con số 5 ở các vị trí quan trọng. Đây là con số rất phóng khoáng, vượt qua nhiều ranh giới và tiêu chuẩn, có thể làm những việc điên rồ khác người. Chất điên trong nghệ thuật lại là một yếu tố vàng, giúp người họa sĩ bộc lộ sức sáng tạo tột đỉnh của mình. Hãy cùng chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật của Đoàn Nguyên để cảm nhận được chất khác biệt đó. Các giai đoạn sau 40 tuổi của người nghệ sĩ này đều mang số thách thức 4, con số của nền tảng, sự vững chãi và ổn định. Vì thế ông sẽ đối diện với sự bấp bênh, mãi theo đuổi phong cách sống trôi dạt như bây giờ, không ổn định và đi theo một khuôn mẫu nào cả. Đây là kênh nghiên cứu thần số học chuyên sâu. Hãy follow để nhận được nhiều giá trị nhé.